Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 15 tháng 4, và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Huyện Phục Cừ đẩy mạnh phòng trừ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Một số địa phương chậm thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cần tháo gỡ khó khăn để giải tỏa vi phạm hành lang lưới điện tại huyện Khoái Châu. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo trong phân công phụ trách các chi đảng bộ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, Phục Cừ là huyện phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi muộn hơn so với các địa phương khác trong tỉnh. Tuy nhiên, do chưa có thuốc điều trị phòng ngừa, bệnh dịch lại có tốc độ lây lan nhanh. Nên mặc dù huyện đã quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, nhưng bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn huyện Phục Cừ từ ngày 12 tháng 3 tại xã Quang Hưng. Tính đến ngày 15 tháng 4, toàn huyện đã có 8 trên 12 xã công bố dịch là Quang Hưng, Nguyên Hòa, Minh Hoàng, Đình Cao, Tiên Tiến, Nhật Quang, Minh Tân và Minh Tiến. 4 xã thị trấn còn lại hiện cũng đã có lợn chết nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Huyện cũng đã tiến hành tiêu hủy trên 100 tấn lợn của trên 130 hộ dân. Từ khi có thông tin về bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Hưng Yên, tất cả các xã thị trấn của huyện Phù Cử đã thành lập các chốt kiểm dịch, tổ kiểm soát để kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ thịt lợn ra vào địa bàn. Các gia đình chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện cũng đã chủ động mua vôi bột, thuốc sát trùng khử khuẩn chuồng trại xung quanh khu vực chăn nuôi, cấm người lạ đến gần đàn lợn. Toàn huyện đã triển khai rắc trên 84 tấn vôi bột và phun trên 2.500 lít thuốc khử trùng tại những nơi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao. Tuy nhiên, do đa số hộ chăn nuôi lợn có quy mô nhỏ lẻ nằm xen kẽ khu dân cư, rất khó để thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh. Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa có dấu hiệu ngừng lại ở huyện Phù Cử. Xã Đức Hợp là một trong những xã đầu tiên xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Kim Động. Trước thực trạng đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật của xã đã chủ động ứng phó kịp thời. Sau 30 ngày, Đức Hợp là xã đầu tiên trong tỉnh công bố hết dịch. Gia đình ông Trần Văn Điều, thôn Bông Hoại, nuôi 30 con lợn nái và lợn thịt. Nhận rõ sự nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi và được sự tuyên truyền hướng dẫn của xã trong thời gian dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, gia đình ông đã thực hiện đúng đủ các bước phòng chống dịch bệnh, phun thuốc khử trùng và rắc vôi bột hàng ngày, thực hiện cách ly với chuồng trại, tuyệt đối không vận chuyển và mua bán lợn. Chúng tôi cũng nắm bắt được tình hình trên gia đình chúng tôi là các cái hộ chăn nuôi, cố gắng làm sao như vậy là thuốc men rồi phòng dịch bệnh để chú đáo để cho nó đỡ thiệt hại cho gia đình. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Đức Hợp vào ngày 26 tháng 2, trước và sau khi phát hiện bệnh dịch trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã đã tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống truyền thanh, yêu cầu bà con ký cam kết không mua bán vận chuyển lợn ốm, chết, nghi mắc bệnh, không sử dụng hoặc vứt bừa bãi xác lợn chết không rõ nguyên nhân. Trong thời gian công bố dịch bệnh, không buôn bán các sản phẩm từ lợn của các xã địa phương lân cận. Cùng với đó, xã đã hỗ trợ trên 400 lít thuốc khử trùng cho các hộ chăn nuôi. Đến nay, sau 30 ngày, xã đã công bố hết dịch. Trong một cái thời gian một tháng phòng chống dịch thì chúng tôi rút ra được những cái kinh nghiệm. Thứ nhất là phải làm thật tốt công tác tuyên truyền sâu sắc để cho tất cả các cái hộ chăn nuôi họ thấy được cái sự nguy hiểm của cái bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thứ hai là trong khi phòng chống dịch thì chúng tôi đã thực hiện ký cam kết với 100% các cái số hộ thực hiện là 50. Mặc dù là đã hết dịch nhưng chúng tôi vẫn rất là quan tâm cái công tác tuyên truyền để mọi người dân càng hiểu sâu sắc thấy cái sự nguy hiểm của cái bệnh dịch tả lợn châu Phi và tiếp tục tự mua vôi bột cũng như là thuốc sát trùng phun hàng ngày để tự bảo vệ cái đàn lợn của mình. Được biết, toàn xã có trên 300 hộ chăn nuôi lợn xen kẹp trong khu dân cư với tổng số 6.300 con. Để tránh bệnh dịch tả lợn châu Phi nói riêng và các bệnh dịch khác nói chung bùng phát trở lại, xã tuyên truyền bà con tiếp tục sử dụng các biện pháp phòng tránh, nhất là di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra khu chăn nuôi tập trung theo quy hoạch của xã. Từ một loài cây dại ít người biết đến, những năm qua, cây cà gai leo đã mở ra một hướng đi mới cho nhiều hộ nông dân tại thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động, đem lại nguồn thu nhập ổn định.
Cây cà gai leo là loại cây có thể trồng quanh năm, mỗi năm cây cho thu hoạch 3 lứa và kéo dài trong 3 năm mới trồng lại. Tác dụng của cây cà gai leo có tính giải rượu mạnh, dùng để chữa nóng gan, mẩn ngứa, thanh lọc, giải độc cơ thể. Hiện nay một số hộ dân ở huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên trồng. Sản phẩm thu hoạch được Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Châu tại thôn Đoàn Thượng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên ký kết với người dân bao tiêu sản phẩm nên bà con rất yên tâm vì đã có thị trường tiêu thụ ổn định. Sau khi tiến hành cắt nhỏ, sơ chế khô, hợp tác xã sẽ đến thu mua. Trung bình mỗi sào đạt doanh thu từ 10 đến 12 triệu đồng một năm. Một số hộ trồng với diện tích lớn như ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Trà Lâm, xã Hiệp Cường, trồng 5 mẫu, ông Đặng Mạnh Thủy, thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, trồng hơn 2 mẫu. Hiệu quả trồng cây ngô nó quá thấp. Tôi bàn bạc gia đình thôi chuyển đổi, trồng cây cà gai leo, được hợp tác xã Minh Châu ấy hướng dẫn kỹ thuật thu mua. Từ 10 đến 15 triệu trên một xẻo, nên chúng tôi yên tâm sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, đầu năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch 93A về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang, bảo vệ giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, tại một số địa phương chậm thực hiện dẫn đến các vi phạm không những không được giải tỏa mà còn phát sinh thêm vi phạm mới sau khi triển khai thực hiện. Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm có 55 hộ xây dựng công trình trái phép cần phải giải tỏa theo kế hoạch 93A. Chủ yếu là nhà xưởng sản xuất với tổng diện tích hơn 20.000 m². Đến nay địa phương đã tuyên truyền vận động được 18 hộ tự tháo dỡ. Nếu địa phương vào cuộc quyết liệt, chắc chắn 37 vi phạm còn lại kia sẽ không thể tiếp tục tồn tại đến nay. Căn cứ vào các cái hồ sơ vi phạm rồi các cái quyết định của Chủ tịch Ủy ban huyện thì đề nghị là ngành điện chấp hành cho về vấn đề coi như là xử lý cắt điện triệt để trong đối với các cái hộ mà đã vi phạm theo cái quyết định của Chủ tịch Ủy ban huyện. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Khoai Châu, xã An Vĩ đã nhiều lần tổ chức giải tỏa điểm họp chợ trái phép tại thôn hạ của xã. Tuy nhiên sau mỗi đợt giải tỏa ít hôm, tình trạng chợ cóc họp trái phép lại tái diễn, thậm chí còn mở rộng hơn so với trước khi địa phương tiến hành giải tỏa. Để xảy ra tình trạng này là do sự thiếu quyết tâm, thiếu kiểm tra, giám sát sau giải tỏa của chính quyền cơ sở. Huyện cứ chỉ đạo thì mình đã giải tỏa 2-3 lần, thì trong đó thì giải tỏa lần đầu thì cũng không thành, lần thứ hai thì là giải tỏa thành xong thì nó lại tái chiếm. Thực trạng trên cũng là thực trạng chung đang xảy ra tại nhiều xã thị trấn có công trình xây dựng trái phép theo kế hoạch 93A cần phải giải tỏa, nhưng các địa phương chậm triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chưa hiệu quả. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, toàn tỉnh còn hơn 5.300 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, gần 700 vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông và hàng nghìn vi phạm đất thủy lợi cần phải tiếp tục giải tỏa trong thời gian tới. Tuy nhiên, thời gian qua có thực trạng xảy ra là các huyện báo cáo chậm, không đúng thời gian theo quy định, số liệu báo cáo của một số huyện không chính xác, không thống nhất giữa các lần báo cáo. Điều này dẫn đến cùng một chỉ tiêu nhưng mỗi lần báo cáo một số liệu khác nhau nên công tác tổng hợp của sở gặp nhiều khó khăn. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, do mưa to trong nhiều giờ, hơn nữa, việc thi công đường ống thu gom nước thải chưa hoàn thành nên đã gây ra tình trạng ngập úng một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Theo đó, cơn mưa xuất hiện từ khoảng 2 giờ sáng và kéo dài nhiều giờ, khiến một số tuyến đường trong thành phố bị ngập sâu trong nước, điển hình như tuyến đường Trưng Trắc, đường Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung. Nước mưa dâng cao, ngập nửa bánh xe máy khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, một số phương tiện bị chết máy, người dân phải xuống xe giắt bộ. Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống gần khu vực trên cho biết, do hệ thống thoát nước kém, cộng với việc thi công công trình thu gom nước thải của thành phố vẫn dở dang, đường đào hố không có bất kể rào chắn hay biển báo, nên khi nước ngập sâu, một số người đi qua đã bị ngã, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khi đi qua các tuyến đường trên. Theo kế hoạch, đường DH18 qua cụm công nghiệp Tân Quang, huyện Văn Lâm sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm 2018, nhưng đến nay một số đoạn chưa thể thi công vì chưa giải phóng được mặt bằng. Đường DH18 được triển khai thi công tháng 6 năm 2017 với tổng mức đầu tư trên 28 tỷ đồng. Đây là tuyến đường chính dẫn vào cụm công nghiệp Tân Quang thuộc địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm.
Hiện tuyến đường đã đi vào sử dụng nhưng vẫn còn trên 3.200 m², chưa thi công được do chưa giải phóng được mặt bằng tại các vị trí, đó là Quỹ Tín dụng xã Tân Quang, Công ty Protech, Trạm Thu Phát Sóng và Khu Nhà Tập thể Bưu điện xã Tân Quang. Được biết, để giải phóng được mặt bằng tại những vị trí trên, ngày 19 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay, phần diện tích mặt bằng trên vẫn chưa được giải phóng. Hiện nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên đường DH18 ngày càng đông, cho nên để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh và huyện Văn Lâm có giải pháp giải phóng phần diện tích còn lại để công trình được hoàn thành. Hiện nay, tại huyện Ân Thi vẫn còn nhiều bãi vật liệu xây dựng chưa được cơ quan nhà nước cấp phép ngang nhiên hoạt động. Theo kết quả rà soát việc thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Ân Thi có 83 bãi tập kết vật liệu xây dựng chưa được cơ quan nhà nước cấp phép với diện tích hơn 29.000 m². Đến nay, có 70 trường hợp đã tự giải tỏa công trình toàn phần với diện tích trên 24.000 m², còn lại 13 trường hợp chưa xử lý có diện tích trên 5.000 m². Trên thực tế, thời gian qua còn xuất hiện nhiều điểm tập kết vật liệu nhỏ lẻ tại các ngã ba, ngã tư, ven đường giao thông ở một số địa phương trong huyện. Các bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sinh hoạt của những hộ dân xung quanh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước thực trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng và chính quyền sở tại sớm có biện pháp xử lý dứt điểm các vi phạm trên. Thưa quý vị và các bạn, hiện trên địa bàn huyện Khoái Châu đang xảy ra nhiều trường hợp trồng cây ăn quả, vi phạm hành lang lưới điện và vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao thế, cố tình gây khó khăn cho ngành điện trong giải tỏa, đảm bảo an toàn điện. Điện lực Khoái Châu đang quản lý và khai thác 8 đường dây dẫn điện cao thế từ 22 kV đến 220 kV đi qua và đến địa bàn 25 xã thị trấn trong toàn huyện. Theo thống kê của ngành điện, hiện nay 100% số xã vẫn đang tồn tại vi phạm hành lang lưới điện cao thế với trên 300 điểm. Chủ yếu là vi phạm do trồng cây xanh, cây ăn quả, công trình xây dựng vi phạm khoảng cách an toàn. Đặc thù ở huyện Khoái Châu thì là một trong những cái huyện mà trồng cây ăn quả có các giá trị cao. Thì thời gian qua cũng còn gặp nhiều những cái khó khăn. Và hầu như là các cái xã trên địa bàn huyện là nhân dân thì tự ý trồng cây dưới gầm hành lang lưới điện cao thế cao áp, đảm vi phạm vào cái khoảng cách an toàn, vi phạm vào cái hành lang an toàn lưới điện cao áp. Điện lực Khoái Châu đã nhiều lần tuyên truyền nhưng hầu hết các hộ dân trồng cây ăn quả đều không tự chặt tỉa cây đảm bảo khoảng cách an toàn mà vô lý đòi tiền bồi thường khi ngành điện đến cắt tỉa cây. Ba xã có nhiều điểm vi phạm nhất là Ông Đình, Hàm Tử và Tứ Dân. Mỗi xã có từ 30 đến 45 điểm vi phạm an toàn lưới điện cao thế, chủ yếu là diện tích trồng nhãn. Trong quá trình triển khai chặt tỉa cây phát qua hành lang thì nhân dân là không cho chặt cây và yêu cầu đòi bồi thường một cái giá trị rất là cao. Thì đề nghị là các cấp chính quyền là vào cuộc một cách quyết liệt, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân để phát quang hành lang cho lưới điện cao áp và xử lý nghiêm những cái trường hợp mà vi phạm và chống đối không phối hợp. Được biết, ngành điện đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu cũng như các xã trên địa bàn phối hợp thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự phối hợp tích cực từ phía chính quyền các xã. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện đều được thể hiện rõ trong các Nghị định 34 năm 2013 và Nghị định 14 năm 2014 của Chính phủ. Việc một số chủ vườn cố tình chưa chấp hành quy định để công trình cây cối vi phạm hành lang an toàn điện vừa gây mất an toàn cho chính các chủ vườn, vừa tiềm ẩn các sự cố về điện xảy ra trong mùa mưa bão. Trên địa bàn huyện Văn Lâm không còn trường hợp công trình xây dựng vi phạm hành lang lưới điện cao áp, nhưng vẫn còn 55 vị trí công trình nằm dưới đường dây điện 22 kV. Hầu hết các trường hợp vi phạm nói trên đều tập trung ở thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do nhiều địa phương buông lỏng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng để người dân xây dựng công trình nhà xưởng sản xuất trên đất nông nghiệp hoặc lấn chiếm đất công nằm trong hành lang lưới điện. Đối với những vi phạm trên, ngành điện đã phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản và yêu cầu tự tháo dỡ công trình, tuy nhiên vẫn còn những trường hợp vi phạm. Ngoài những vi phạm nói trên ở huyện Văn Lâm, còn nhiều khu vực cây cối gây ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện.
để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa bão năm 2019, Điện lực Văn Lâm đã tuyên truyền vận động nhân dân chặt tỉa được trên 300 cây cối có nguy cơ đổ vào đường dây, nhưng vẫn còn nhiều nơi chưa cắt tỉa được. Để giảm thiểu tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện, ngoài nỗ lực của ngành điện, rất cần sự quan tâm vào cuộc của cấp chính quyền trong việc xử lý vi phạm, cũng như phát quang cây cối để đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, ở đâu phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên được phân công phụ trách các chi đảng bộ cơ sở, thì ở đơn vị đó các phong trào sẽ phát triển đồng đều, nhất là trong công tác xây dựng đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ 2010-2015, các xã An Viên, Cương Chính ở huyện Tiên Lữ là những địa phương hay để xảy ra khiếu kiện vượt cấp. Một trong những nguyên nhân là do cán bộ được giao phụ trách địa bàn chưa sâu sát cơ sở, chưa kịp thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân. Rút kinh nghiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã An Viên ngoài phân công còn thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đồng chí phụ trách xem có nắm bắt được tình hình ở địa bàn, đặc biệt có chỉ đạo cơ sở và tham mưu giúp đảng ủy, ủy ban nhân dân xã xử lý những khó khăn vướng mắc tại cơ sở hay không. Trong tháng không vào kỳ họp đảng ủy thì trong cái địa bàn mà các đồng chí đấy phụ trách, chi bộ đồng chí phụ trách, mà nếu có vấn đề gì phát sinh cần phải đến sự giải quyết hoặc là cần đến sự chỉ đạo của ban thường vụ, ban chấp hành thì các đồng chí đều kịp thời báo cáo. Với đảng bộ xã Dị Chế, các đồng chí đảng ủy viên được giao phụ trách chi bộ cũng thường xuyên bám sát địa bàn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để góp ý với ban chi ủy ra nghị quyết sát hợp với tình hình ở cơ sở. Bên cạnh đó còn tích cực tham mưu với cấp ủy giải quyết các vấn đề phát sinh ở khu dân cư, nhất là những vấn đề liên quan đến phát triển thương mại dịch vụ, vi phạm hành lang giao thông, thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Là một người được phụ trách chi bộ thì bản thân cũng đi sâu đi sát với mọi công việc của cơ sở, của địa phương, đặc biệt là những vụ việc nào có khả năng xảy ra, những cái điểm nóng hoặc tranh chấp thì mình càng cần phải có mặt kịp thời. Như ví dụ những trường hợp chẳng hạn như là cái vệ sinh môi trường, thì có những chỗ thì bà con nhân dân thì về cái tự giác thì nó vẫn chưa được tốt. Do vậy bản thân tôi cũng như là các đồng chí trong cấp ủy đến tận nơi vận động bà con. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, do có sự điều chuyển công tác nên Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ đã có điều chỉnh cán bộ phụ trách chi đảng bộ cơ sở. Song, theo dõi lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, việc phân công ở nhiệm kỳ này rõ ràng, trách nhiệm hơn. Không có tình trạng cán bộ được phân công, không nắm được các diễn biến phức tạp, khó lường ở cơ sở. Từ năm 2015 đến nay thì các đồng chí thường vụ huyện ủy là nắm chắc tình hình địa bàn. Và trong một số vướng mắc của cơ sở thì cũng đã cùng với cơ sở tham mưu kịp thời với ban thường vụ để giải quyết, ví dụ như là trong cái đợt dồn thừa đổi ruộng đất nông nghiệp, hoặc là tại thị trấn Vương, hoặc là tại Cương Chính, hoặc là công tác tôn giáo ở một số đơn vị khó khăn thì cũng đã báo cáo kịp thời với cơ ban thường vụ để giải quyết, hoặc là giải quyết các đơn thư kiến nghị của các địa phương, ví dụ như Dị Chế, như An Viên. Qua đây cho thấy, việc phân công phải gắn liền với đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra để cán bộ phụ trách các đơn vị địa bàn, từ việc sâu sát, nắm được các hoạt động ở cơ sở, sẽ có những chỉ đạo và tham mưu cho các cấp thúc đẩy phong trào ở địa phương đó phát triển. Trong cuộc sống hàng ngày, xuất hiện nhiều tấm gương có những việc làm tích cực, cụ thể vào phong trào ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Nhâm ở thôn Nhân Lý, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi là một trong những người như thế. Ở tuổi 67, nhưng lúc nào người dân trong thôn ngoài xã cũng thấy bà vui vẻ, nhiệt tình với phong trào văn nghệ và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Công tác tại trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, sau khi nghỉ hưu, bà Nhâm được bầu làm phó bí thư chi bộ thôn Nhân Lý. Ngoài ra, bà còn tích cực tham gia công tác hội người cao tuổi, là thành viên nòng cốt của đội văn nghệ thôn. Ở lĩnh vực nào, bà đều tham gia sôi nổi. Người dân trong thôn, xã, không ai là không biết về tài dân vận khéo của bà, đặc biệt là thực hiện công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới. Với suy nghĩ để vận động người khác thực hiện dù ở bất cứ công việc lĩnh vực gì, trước hết bản thân mình phải là người làm trước.
Trước khi vận động người dân trong thôn hiến đất làm đường, xây dựng công trình phúc lợi, bà Nhâm cùng với người thân trong gia đình đã hiến 46 m2 đất mặt đường với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Sau đó, bà đi vận động thêm 10 hộ trong thôn hiến tổng cộng trên 560 m2 để làm đường được rộng hơn. Không chỉ là tấm gương cho con cháu học tập, bản thân bà còn là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.